Mới đây, VinFast đã gây sốt với cộng đồng yêu xe điện khi thông báo sẽ hỗ trợ khách hàng 100% lệ phí trước bạ, bất chấp bối cảnh chính phủ vẫn đang xem xét đề xuất về việc thí điểm miễn thuế phí cho ô tô điện. Cụ thể, trong trường hợp đề xuất không được thông qua, VinFast sẽ hỗ trợ khách hàng 100% lệ phí trước bạ để giảm chi phí lăn bánh. Nếu đề xuất nhận được sự đồng thuận của chính phủ, ban hành chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện, khoản tiền tương ứng 100% lệ phí trước bạ sẽ được trừ thẳng vào giá xe, với điều kiện để được hưởng ưu đãi này là khách hàng đặt cọc đủ và không hoàn, hủy, chuyển nhượng hay đổi cọc. Ngay từ khi ra mắt, VinFast VFi34, mẫu xe điện thông minh đầu tiên của Việt Nam, đã gây ấn tượng bởi hàng loạt trang bị và tiện nghi tiên tiến, trở thành cái tên thu hút sự chú ý trên thị trường ô tô trong nước, đồng thời gây ảnh hưởng tới mọi đối thủ trong phân khúc và tầm giá. Với các chính sách ưu đãi khủng và loạt công nghệ hiện đại, VFi34 được dự báo sẽ viết tiếp thành công cho VinFast tại Việt Nam, bệ phóng để hình thành những đô thị xanh trong tương lai. Giá mẫu xe điện thuần Việt này sẽ chỉ còn khoảng 520 triệu đồng.